Bạn có bao giờ nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi có gì được ẩn giấu trong bóng tối của vũ trụ ngoài những ngôi sao? Và có vẻ như mỗi ngày chúng ta càng bước đến gần hơn với những bí ẩn của vũ trụ. Một trong số những phát hiện đã chứng minh vũ trụ khác xa những gì chúng ta tưởng tượng. Chào mừng các bạn đến với Radio Vũ Trụ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 bí mật kỳ lạ của vũ trụ. 10. Hình ảnh của sự vô hình. Mọi người thường nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ rằng vũ trụ được tạo thành từ các vì sao, các hành tinh và mặt trăng. Dù bạn có tin hay không thì những thứ đó chỉ chiếm khoảng 5% vũ trụ. Vậy, điều gì đã tạo nên 95% còn lại? Theo NASA, khoảng 68% vũ trụ được tạo ra từ một thứ gọi là năng lượng tối và khoảng 27% được tạo ra từ vật chất tối. Vậy, những thứ đó là gì? Chúng mình cũng không biết. Ngay cả NASA, cơ quan đầu tiên của Mỹ đưa con người lên mặt trăng và thăm dò trên sao hỏa, cũng không hoàn toàn biết. Chúng ta chỉ biết rằng chúng rất tối, không có dấu hiệu nhìn thấy chúng ở bất cứ đâu trong không gian, không có mây của chúng hay bất cứ điều gì tương tự điều đó kể từ khi lý thuyết xuất hiện năm 1920. Lý thuyết cơ bản là phải có nhiều thứ hơn tồn tại trong không gian ngoài những gì chúng ta có thể nhìn thấy. Giống như coi không gian tương đương với không khí trên trái đất, chúng ta biết được rằng không khí có ở đó nhưng không thể nhìn thấy. Bối cảnh lý thuyết là ngoài không gian vật chất tối, ít nhiều giống với thứ liên kết vũ trụ lại, với bằng chứng là nếu không phải vì một dạng vật chất tối nào đó liên kết lại thì các thiên hà sẽ bay ra hoặc sẽ không hình thành như những gì chúng ta biết. Bí ẩn này chắc chắn sẽ tiếp tục làm bối rối ngay cả những bộ óc vĩ đại nhất. 9. Du hành thời gian bằng ánh sáng sao. Không có gì bí mật khi các ngôi sao trên bầu trời đêm ở rất xa chúng ta. Ý mình là thực sự rất xa. Những ngôi sao ở gần chúng ta nhất cũng có khoảng cách lên tới 4,3 năm ánh sáng, trong khi có những ngôi sao khác cách xa hơn 600 năm ánh sáng. Điều đó nghe thật ấn tượng, nhưng nó có ý nghĩa gì với việc du hành thời gian nhỉ? Đây là ánh sáng từ một ngôi sao cách chúng ta 25 năm ánh sáng. Mất khoảng 25 năm để nguồn sáng đó tới được trái đất. Ngôi sao càng xa trái đất thì ánh sáng càng mất nhiều thời gian hơn để tới được. Vì vậy, ánh sáng từ ngôi sao cách chúng ta hơn 600 năm ánh sáng đã mất hơn 600 năm để đến với chúng ta. Tưởng tượng việc bạn bật đèn trong phòng và khoảng thời gian giữa lúc bạn bật công tắc và thấy ánh sáng. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng từ những thứ không còn tồn tại. Các ngôi sao có thể sẽ tắt, và vào thời điểm ánh sáng của một ngôi sao đến với chúng ta, ngôi sao đó có thể đã chết. Vì vậy, những gì được nhìn thấy là một dạng du hành thời gian. 8. Bóng ma của vũ trụ. Không có gì ngạc nhiên khi vũ trụ có tuổi đời vô cùng lớn. Hơn 13 tỷ năm tuổi. Sự hình thành của vũ trụ bắt nguồn từ sự kiện mà chúng ta gọi là vụ nổ lớn. Kể từ đó đến nay, nó bắt đầu phát ra một bức màn bức xạ. Loại bức xạ này vô hại với con người và hầu như không thể phát hiện được. Cơ quan vũ trụ châu Âu đã lên kế hoạch lập ra bản đồ toàn bộ bầu trời trong ánh sáng vi sóng để ghép lại manh mối về cách vũ trụ bắt đầu. Bức xạ này về cơ bản hoạt động giống như một tiếng vọng hoặc gần như một ngọn hải đăng dẫn tất cả chúng ta trở lại trung tâm của vũ trụ để chúng ta có thể thấy mọi thứ bắt đầu như thế nào. 7. Thiên đường của gangster. Chắc hẳn tất cả chúng ta đều đã xem một bộ phim mà trong đó có cảnh đột nhập vào một địa điểm an toàn và đánh cắp thứ có giá trị nhất ở đó. Trong Chòm sao Nhân mã, có một viên kim cương lớn có thể khiến bất cứ kẻ trộm đồ trang sức nào cũng phải chảy nước miếng. Viên kim cương có tên B886 Century hay BPM37093. Nó có bán kính lên tới 4.000 km, trọng lượng ước tính 10 tỷ, nghìn tỷ, nghìn tỷ carat. Như đã đề cập, viên kim cương nằm giữa Chòm sao Nhân mã, chỉ cách chúng ta khoảng 4,3 năm ánh sáng. Miễn là ai đó có thể tìm được cách để đến đấy, họ có thể kết thúc bằng phi vụ đánh cắp viên ngọc đắt nhất trong lịch sử. 6. Lỗ đen. Các lỗ đen rất giống vật chất tối. Chúng ta thực sự không thể nhìn thấy chúng. Chúng ta chỉ biết chúng ở đó, dựa trên những gì xảy ra xung quanh chúng.
Ví dụ như nhiều thứ xung quanh được vẽ theo hướng của chúng. Vì vậy, rõ ràng có một thứ gì đó không nhìn thấy được. Chúng ta chỉ có thể biết rằng nguồn gốc của một lỗ đen là được hình thành trong một vụ nổ siêu tân tinh. Trong đó, lõi của một ngôi sao phát nổ mà bất cứ thứ gì đi vào chúng đều không thoát ra. 5. Trước vụ nổ lớn. Chúng ta biết rằng vụ nổ lớn là nơi tất cả bắt đầu. Nhưng những gì đã xảy ra trước vụ nổ lớn? Có gì đã tồn tại trước đó hay không? Theo một phát hiện vào năm 2007, câu trả lời có thể là sóng vô tuyến chứa nhiều năng lượng. Chúng ta biết rằng một lỗ đen sao hình thành trong một vụ nổ siêu tân tinh. Trong đó, lõi của một ngôi sao phát nổ và hầu hết mọi thiên hà lớn, bao gồm cả thiên hà của chúng ta, đều có một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm. Vậy, tất cả điều này đơn giản có ý nghĩa là một vụ nổ lớn bắt đầu như chúng ta biết, nó có thể không phải là sự khởi đầu thực sự mà là sự khởi đầu cho một chu kỳ tồn tại. 4. Chương trình truyền hình bị ghét nhất. Rất có thể bạn đã nghe nói về bộ phim sitcom Vụ Nổ Lớn, nhưng đó không phải là những gì mà chúng ta đang nói ở đây. Vì vụ nổ lớn đã để lại một dấu vết bức xạ sâu rộng. Bức xạ này thực sự có thể nhìn thấy trên tất cả các máy thu hình thế hệ cũ. Khi bạn nhìn thấy tĩnh đen và trắng trên TV, bạn thực sự đang nhìn thấy một phần nhỏ của vụ nổ lớn. Khoảng 1% của tĩnh nứt đó được tạo thành từ cái gọi là bức xạ vũ trụ, loại bức xạ được phát ra từ chính vụ nổ lớn. Kết hợp nhiều TV cũ lại với nhau và điều chỉnh từng cái đến một kênh mà bạn nhận được tĩnh, biết đâu bạn sẽ có được sức mạnh như các thành viên của X-Men. 3. Một ngôi sao rơi xuống trái đất. Hóa ra, tất cả sự sống thực sự được tạo thành từ bụi sao. Nghe có vẻ giống như những thứ trong tiểu thuyết giả tưởng. Đừng lo lắng. Điều này đơn giản là mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo ra từ các nguyên tử hydro, giống như các loại nguyên tử đã được tạo ra bởi vụ nổ lớn. Theo như cách nói của Carl Sagan, nitơ trong DNA của chúng ta, canxi trong răng của chúng ta, carbon trong bánh táo đều được tạo ra từ những ngôi sao đang sụp đổ. Chúng ta được tạo ra từ những ngôi sao. 2. Là môi trường sống của con người. Điều này hơi nghịch lý đối với bạn. Tất cả các hành tinh và ngôi sao trong vũ trụ đều giống nhau và khác nhau, nhưng trong số tất cả, trái đất của chúng ta là hành tinh duy nhất có sự sống. Tóm lại, chúng ta vẫn chưa tìm thấy hành tinh nào so với hành tinh của chúng ta. Ở bất cứ nơi nào bạn đến trên trái đất, bạn sẽ thấy một số điểm tương đồng về những điều đơn giản như tất cả các nơi đều có, không khí, nước, thực vật và sự sống của động vật. Nhưng ở phần còn lại của thiên hà chúng ta thì hoàn toàn khác. Ví dụ, một ngày trên sao Kim mất 243 ngày trái đất và một năm trên sao Kim là 255 ngày trái đất. Đã có nhiều suy đoán trong nhiều thế kỷ về điều gì đã làm cho vị trí vật lý của hành tinh chúng ta trong thiên hà là đủ điều kiện duy nhất để tồn tại. Tất nhiên, có vô số yếu tố cho điều đó, từ khoảng cách vật lý của chúng ta đến mặt trời và các hành tinh khác, cấu tạo của ngôi sao. Cho đến nay, chúng ta là hành tinh mang sự sống duy nhất được biết đến trong vũ trụ. 1. Chúng ta cô đơn trong vũ trụ. Đây là câu hỏi đã khiến nhân loại bối rối kể từ lần đầu tiên nhìn lên những ngôi sao. Mình đang sống trong một thành phố 1 triệu dân và hiếm khi ở một mình trong chính ngôi nhà của mình. Vậy, chúng ta có thực sự có một vũ trụ chứa đầy nhiều sinh vật hơn không? Câu trả lời đơn giản là chúng ta không biết. Ngay cả với tất cả công nghệ và tiến bộ của chúng ta vẫn không tìm thấy sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh có thể so sánh với chúng ta. Nhưng lại có rất nhiều câu trả lời khác nhau cho điều này. Đơn giản là vì vũ trụ là vô cùng lớn. Thiên hà của chúng ta ước tính có hơn 400 tỷ ngôi sao mà hơn 500 triệu hành tinh. Ước tính có hơn 170 tỷ thiên hà khác ngoài đó. Vì vậy, việc cố gắng tìm kiếm một hành tinh có sự sống ngoài trái đất giống như việc cố gắng tìm một hạt cát cụ thể trong sa mạc. Và nếu những bộ phim Người ngoài hành tinh đã dạy chúng ta bất cứ điều gì, thì có lẽ là việc thiếu liên lạc với người ngoài hành tinh không phải là một điều tồi tệ. Hổ đèn
vẫn luôn là một trong những bí ẩn lớn nhất đối với các nhà nghiên cứu về vũ trụ. Cho đến thời điểm hiện tại, giả thuyết được chấp nhận nhiều nhất về nguồn gốc của hố đen là từ sự sụp đổ của một ngôi sao đã chết. Quá trình ấy đã tạo thành một vùng không thời gian, nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì, không hạt vật chất hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng có thể thoát khỏi ra ngoài. Đó là những gì chúng ta biết về hố đen vũ trụ. Nhưng bạn biết không, hóa ra vũ trụ không chỉ có một loại hố ấy đâu. Trong quá trình nghiên cứu về không thời gian xung quanh các hố đen, các nhà khoa học còn tìm ra một khái niệm khác là hố trắng hay hố trắng vũ trụ. Trong vật lý thiên văn, một hố trắng là một thiên thể giả định phóng ra vật chất, ngược với hố đen vốn hút mọi vật chất. Nó có thể được coi là nghịch đảo thời gian của hố đen, tức là giống một lỗ đen quan sát với thời gian đi ngược lại quá khứ. Thuyết tương đối rộng là đối xứng theo thời gian. Các phương trình về trạng thái cân bằng trong lý thuyết này đều có hai nghiệm tương ứng với hai chiều thời gian. Nếu áp dụng quy luật này cho phương trình cho ra nghiệm miêu tả lỗ đen với chiều thời gian dương, kết quả thu được khi nghịch đảo thời gian là lỗ trắng. Bởi vì một lỗ đen là một vùng không gian mà không một vật nào có thể thoát khỏi nó. Đối nghịch theo thời gian của một lỗ đen là một vùng không gian mà không một vật nào có thể rơi vào đó. Một lỗ đen chỉ có thể nuốt vật khác vào, một lỗ trắng chỉ có thể phun vật khác ra từ trong hố đen. Các lỗ trắng hoàn toàn tồn tại trên lý thuyết toán học nhờ sự đối xứng của thuyết tương đối rộng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hiện đang tồn tại trong tự nhiên. Trên thực tế, chúng hầu như không thể tồn tại, bởi vì không có cách nào đảo ngược thời gian để tạo ra một lỗ như thế. Khái niệm hố trắng được đưa ra từ những năm 1970 với ý nghĩa ngược hẳn hố đen. Nếu như hố đen là một khu vực có lực nén cực nặng, thì hố trắng là nơi không có khối lượng. Hố đen nặng đến mức hút được cả ánh sáng, hố trắng lại ngăn không cho bất kỳ thứ gì chui lọt. Bạn không thể thoát ra khỏi một hố đen, và bạn cũng không thể đi vào một hố trắng. Hố đen hút vật chất, hố trắng khạc vật chất ra. Hố trắng vì thế sẽ rất sáng và giàu năng lượng, giải phóng bức xạ vào không gian với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Nghĩa là về lý thuyết, hố trắng cũng giống như cuốn băng tua ngược về cuộc đời hố đen. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có nhà khoa học nào quan sát được hố trắng. Giới khoa học cũng có rất nhiều tranh cãi về nó, trong đó có cả lý do vì sao nó không thể tồn tại. Xuất phát từ một điểm bất thường, singularity, quay ngược thời gian để một hố đen thay vì hút vật chất lại phun mọi thứ ra, kể cả ánh sáng, cho đến khi trở về thành một ngôi sao. Điều này lại vô tình vi phạm định luật nhiệt động thứ hai, vì nó khiến cái gọi là hệ số entropy giảm đi. Nhưng kể cả khi bỏ qua vấn đề này, hãy thử giả định hố trắng chỉ đơn giản là tồn tại. Với toán học, không thời gian có chứa hố đen trong đó thì không có vật chất. Nếu vật chất tiến vào khu vực này thì ngay ở thời điểm đó, hố trắng cũng không tồn tại nữa. Nghĩa là nếu hố trắng tồn tại, nó có thể biến mất rất nhanh. Nếu vũ trụ có hố trắng, có thể nó đã phun ra một khối vật chất khổng lồ từ hàng tỷ năm trước khi trái đất xuất hiện. Eric Curiel, chuyên gia vật lý lý thuyết tại Stanford, lý luận rằng vì phương trình thuyết tương đối không đưa ra hướng thời gian, nên nếu quá trình hình thành hố đen cho phép áp dụng quy luật không thời gian và lực hấp dẫn, thì hố trắng cũng vậy. Về mặt lý thuyết, sự tồn tại của hố trắng không nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên, cần biết rằng, hố đen xưa kia cũng chỉ thuần là lý thuyết không mấy tin cậy, cho đến khi khoa học phát triển hơn những năm gần đây. Trên thực tế, có một sự kiện thiên văn được giới chuyên gia tin rằng có thể là hố trắng. Đó là những vụ nổ gamma. Đây là những sự kiện bùng nổ sáng và nhiều năng lượng nhất vũ trụ. Trong 10 giây, năng lượng vụ nổ tạo ra
tương đương với mặt trời trong vòng 10 tỷ năm. Năm 2017, các nhà thiên văn thậm chí còn được chứng kiến một vụ nổ như thế xuất hiện. Đó là quá trình hai ngôi sao neutron va chạm vào nhau. Cũng có giả thuyết cho rằng vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ thực chất là một hố trắng siêu khổng lồ. Giả thuyết này từng được kiểm chứng bằng toán học, nhưng dĩ nhiên chỉ là thuần lý thuyết thôi. Bởi lẽ Big Bang thực chất cũng là giả thuyết còn đang gây tranh cãi. Một số người tin rằng hố trắng thực chất là hố đen vào thời khắc cuối đời. Theo hai nhà vật lý học Carlo Rovelli và Hal Hagert, một hố đen cuối cùng sẽ đạt đến thời điểm mà nó không thể tiếp tục sụp đổ và áp lực từ bên trong bắt đầu ép ra ngoài. Điều này sẽ khiến hố đen bị đảo lộn từ trong ra ngoài và giải phóng mọi thứ nó từng hút vào ra vũ trụ. Đáng chú ý là các nhà khoa học tin rằng những hố trắng này được tạo ra không lâu sau khi hố đen hình thành và con người không thể nhận ra vì trọng lực khiến thời gian giãn nở và khiến vòng đời của hố đen dường như kéo dài tới vài tỷ hoặc vài tỷ tỷ năm. Những tính toán hiện nay cho thấy chỉ mất khoảng vài phần nghìn của một giây để một hố đen biến thành hố trắng. Ron Cowan, một tác giả chuyên về khoa học, giải thích sâu hơn. Nếu các nhà nghiên cứu đã đúng, thì những hố đen nhỏ được tạo ra từ khi vũ trụ mới được khai sinh đã chết và biến thành những tia vũ trụ năng lượng cao hoặc những dạng phóng xạ khác. Thực tế, giả thuyết này tin rằng một số vụ nổ sao băng là dấu hiệu những hố đen sinh ra sau vụ nổ Big Bang sắp chết. Những nghiên cứu cho thấy hố đen có thể tồn tại song song cùng vũ trụ, nên giả thuyết này khó mà xảy ra được. Mặc dù Rovelli và Hagert không hoàn toàn loại bỏ việc hố đen rỉ ra phóng xạ, nhưng họ cho rằng năng lượng rỉ ra không đủ để rút cạn tất cả năng lượng mà hố đen đã hút vào. Phóng xạ có thể rỉ ra, tuy nhiên nghiên cứu của họ chủ yếu tập trung phát hiện những gì diễn ra bên trong hố đen. Theo nhà vật lý học Stephen Giddings, Đại học California Santa Barbara, nếu quá trình nghiên cứu chứng minh giả thuyết này là đúng, thì đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng để trả lời câu hỏi làm thế nào mà thông tin bị mất khỏi hố đen, cũng như giải thích các cơ chế lượng tử và thậm chí là trọng lực lượng tử của hố đen. Hành tinh của chúng ta đại diện cho một phần rất nhỏ của các hiện tượng kỳ lạ có thể được tìm thấy đang ẩn náu ở khắp vũ trụ. Và mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những bất ngờ mới về những vật thể lạ lùng nhất trong không gian. 1. Tín hiệu vô tuyến bí ẩn. Kể từ năm 2007, các nhà nghiên cứu đã nhận được tín hiệu vô tuyến siêu mạnh, siêu nhanh, chỉ kéo dài vài mili giây. Những tia chớp bí ẩn này được gọi là sự bùng lên rất nhanh của các tín hiệu vô tuyến, FRB, Fast Radio Burst, và chúng dường như đến từ cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Chúng không phải là người ngoài hành tinh, cũng không bao giờ là người ngoài hành tinh. Sóng vô tuyến kỳ lạ vừa phát hiện ở tâm dải ngân hà không giống với bất kỳ hiện tượng nào từng nghiên cứu trước đây và có thể gợi ý về một vật thể sao chưa từng được biết đến, theo nghiên cứu mới. Zhiteng Wang, tác giả chính của nghiên cứu mới về tín hiệu vô tuyến kỳ lạ từ tâm dải ngân hà, đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường vật lý thuộc Đại học Sydney, Australia. Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Astrophysical Journal. Theo tác giả, độ sáng của vật thể thay đổi đáng kể và tín hiệu vô tuyến kỳ lạ bật và tắt dường như ngẫu nhiên. Đặc tính kỳ lạ nhất của tín hiệu mới là độ phân cực rất cao. Điều này có nghĩa là ánh sáng của tín hiệu này chỉ dao động theo một hướng, nhưng hướng đó sẽ quay theo thời gian. Ban đầu, nhóm nghiên cứu nghĩ rằng tín hiệu vô tuyến lạ từ tâm dải ngân hà có thể là một sao xung, loại sao neutron chết rất dày đặc, quay rất nhanh, hoặc một loại sao phát ra các tia mặt trời khổng lồ. Tuy nhiên, những tín hiệu từ nguồn sóng vô tuyến mới này không khớp với những gì mà các nhà thiên văn học trông đợi từ những loại sao kể trên.
Vật thể phát ra tín hiệu vũ trụ bí ẩn được đặt tên theo tọa độ trên bầu trời đêm là ASCAP J173608.2 321635. Đồng tác giả nghiên cứu Tara Murphy, giáo sư tại Viện Thiên văn học Sydney và trường vật lý của Đại học University of Sydney, nhận định vật thể này độc nhất vô nhị ở chỗ nó bắt đầu vô hình, sáng lên, mờ dần và sau đó xuất hiện trở lại. Sau khi phát hiện 6 tín hiệu vô tuyến từ nguồn trong vòng 9 tháng của năm 2020, các nhà thiên văn học đã nỗ lực tìm kiếm vật thể dưới ánh sáng trực quang nhưng không tìm thấy gì. Vật thể ban đầu được phát hiện trong cuộc khảo sát bầu trời bằng kính viễn vọng vô tuyến ASCAP có 36 đĩa hoạt động cùng nhau như một kính thiên văn tại Đài quan sát thiên văn học vô tuyến Murchison ở Tây Australia. Các quan sát tiếp theo được thực hiện bằng kính thiên văn vô tuyến Parkes ở New South Wales và kính thiên văn Meerkat của Đài quan sát thiên văn vô tuyến Nam Phi. Tuy nhiên, kính thiên văn Parkes không phát hiện được nguồn phát tín hiệu này. Nhà nghiên cứu Murphy cho biết, các kính thiên văn mạnh hơn như kính thiên văn SKA Square Kilometer Array đã được dự kiến có thể giúp giải đáp bí ẩn này. SKA là một nỗ lực quốc tế nhằm xây dựng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới, dự kiến hoàn thành trong vòng một thập kỷ tới. 2. Mì ống hạt nhân. Vật chất mạnh nhất trong vũ trụ hình thành từ thức ăn thừa của một ngôi sao chết. Theo mô phỏng, các proton và neutron trong lớp vỏ co lại của một ngôi sao có thể phải chịu áp lực hấp dẫn khủng khiếp, ép chúng thành những đám vật chất giống như những bó mì ống mong manh. Nhưng chỉ khi bạn tác động lên chúng một lực gấp 10 tỷ lần lực cần thiết để phá hủy các thanh thép cứng. 3. Homi với những vòng tròn. Hành tinh lùn Homi có quỹ đạo trong vành đai Kuiper của sao Hải Vương là một vật thể không bình thường. Nó có hình dạng thon dài kỳ lạ, sở hữu hai mặt trăng và một ngày trên Homi chỉ kéo dài 4 giờ. Điều này khiến Homi trở thành vật thể lớn quay nhanh nhất trong hệ mặt trời. Thế nhưng, vào năm 2017, Homi thậm chí còn tỏ ra kỳ quặc hơn khi các nhà thiên văn học quan sát nó đi qua phía trước một ngôi sao và nhận thấy những vành đai thiên thạch cực mỏng quay quanh nó, có khả năng là kết quả của một vụ va chạm trong quá khứ xa xôi. Mặc dù không quá to, lớn bằng 1/7 trái đất, nhưng Homi vẫn có lực trọng trường của riêng nó. Homi đặt theo tên một nữ thần sinh nở trong thần thoại của người bản địa trên đảo Hawaii. 4. Một mặt trăng của mặt trăng. Có gì thú vị hơn nếu mặt trăng có một tiểu mặt trăng quay xung quanh nó? Hiện nay, việc mặt trăng có một tiểu mặt trăng quay xung quanh vẫn chỉ là lý thuyết. Nhưng các tính toán gần đây cho thấy rằng điều này rất có thể xảy ra. Có lẽ một ngày nào đó, các nhà thiên văn học có thể khám phá ra bằng chứng. 5. Thiên hà ít vật chất tối. Vật chất tối, một chất chưa được biết rõ, cấu thành 85% của tất cả các vật chất trong vũ trụ, vốn đã là một khái niệm kỳ lạ. Nhưng các nhà nghiên cứu ít nhất chắc chắn về một điều, vật chất tối ở khắp mọi nơi. Vì vậy, các thành viên trong một nhóm các nhà khoa học đang vò đầu bứt tai về một thiên hà kỳ lạ mà họ phát hiện vào tháng 3 năm 2018, dường như không chứa bất kỳ vật chất tối nào. Nghiên cứu sau đó cho rằng thiên thể kỳ dị thực tế có chứa vật chất tối, mặc dù phát hiện này cho thấy sự tin cậy một cách nghịch lý đối với một lý thuyết thay thế cho rằng vật chất tối hoàn toàn không tồn tại. 6. Ngôi sao kỳ lạ nhất. KIC 8462852 hay ngôi sao của Tabby là một ngôi sao lớp F trong chòm sao Cygnus, thiên nga, cách trái đất khoảng 1.500 năm ánh sáng, được phát hiện vào tháng 9 năm 2015. Cái tên ngôi sao của Tabby được đặt theo tên người phát hiện ra nó, nhà nghiên cứu vũ trụ Tabitha S. Boyajian. Khi Tabitha tập trung quan sát KIC 8462852 thông qua kính viễn vọng không gian Kepler, cô luôn băn khoăn muốn biết ngôi sao này được tạo thành từ thứ gì
và đang ẩn giấu bí mật gì. Ngay khi được phát hiện, KIC-8462-852 đã đặc biệt gây chú ý bởi sự thay đổi độ sáng liên tục của nó. Ánh sáng phát ra từ ngôi sao này thực sự là một bí ẩn. Nó quá mờ nếu xét về tính chất và tuổi của ngôi sao này, và đặc biệt thì thoảng lại tắt sáng. Bí ẩn này chưa thể được giải thích bằng bất kỳ hiện tượng vũ trụ nào mà con người biết đến. Theo đó, nhiều giả thuyết ly kỳ xung quanh ngôi sao này đã nổi lên. Một số nhà khoa học cho rằng ánh sáng từ ngôi sao KIC-8462-852 bắt nguồn từ bụi vũ trụ hoặc các sao chổi ở gần nó. Tuy nhiên, những người đam mê không gian và tin vào giả thiết người ngoài hành tinh thì khăng khăng cho rằng lời giải duy nhất cho hiện tượng tắt rồi lại sáng của KIC-8462-852 liên quan đến người ngoài hành tinh. Họ cho rằng người ngoài hành tinh có thể đã xây dựng những cấu trúc khổng lồ quanh ngôi sao để khai thác năng lượng của nó. Các nhà thiên văn nhận thấy hơn 20% ánh sáng của ngôi sao bị một vật rất lớn cản lại. Nếu một hành tinh cỡ sao Mộc di chuyển ngang qua phía trước ngôi sao, lượng ánh sáng bị cản chỉ khoảng 2%. Trên thực tế, Tabitha không phải là người đầu tiên phát hiện ra KIC-8462-852. Ngôi sao này thực sự từng được phát hiện năm 1890. Tuy nhiên, phải đến khi Tabitha công bố nó, người ta mới chú ý đến nó. Câu chuyện về KIC-8462-852 càng trở nên hấp dẫn trong tháng 1 năm 2016, khi so sánh ảnh chụp đầu tiên về ngôi sao này năm 1890 với một ảnh chụp năm 1989. Hai bức ảnh tiết lộ rằng ngôi sao bí ẩn đã bị mờ đi 14% trong vòng 100 năm. Và cứ một ngày theo chu kỳ 2 ngày, KIC-8462-852 bị mất 22% ánh sáng, theo New Scientist. Ngôi sao tiếp tục khiến các nhà khoa học đau đầu năm ngoái khi biến động trong các mô hình ánh sáng cho thấy KIC-8462-852 là một sao trẻ, nhưng nó thực tế đã trưởng thành. Sự thay đổi độ sáng của KIC-8462-852 thật đáng kinh ngạc. Đây là điều chưa từng xảy ra khi một ngôi sao từ từ mờ dần đi trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện nay, một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Columbia và Đại học California Berkeley tuyên bố họ đã có lời giải hợp lý cho bí ẩn của KIC-8462-852. Nhóm này đưa ra giả thuyết chấn động cho rằng sự phát sáng bất thường của KIC-8462-852 là do nó đã ăn một hành tinh trong 10.000 năm qua. Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm hoi trong không gian vũ trụ. Theo đó, độ sáng của ngôi sao sẽ tăng lên trong một thời gian ngắn từ 200 đến 10.000 năm khi nó đốt cháy hành tinh. Nhưng một khi quá trình đốt cháy kết thúc, ngôi sao sẽ quay trở lại trạng thái sáng ban đầu của nó. Như vậy, chúng ta có thể quan sát cảnh tượng KIC-8462-852 trong suốt quá trình hậu tiêu hóa hành tinh, khi nó đang tối dần và sẽ quay lại trạng thái sáng ban đầu, theo các nhà nghiên cứu. Và KIC-8462-852 có thể ăn uống vụn về, để lại những mảnh vụn của hành tinh bị nó ăn. Những mảnh vụn này, theo định kỳ, chặn ánh sáng của ngôi sao này. Các nhà khoa học, trước khi tìm ra những sự thật trong vũ trụ, đều phải đặt ra các giả thuyết trước, và từ đó chứng minh được các giả thuyết này là sự thật. Cũng giống như hiện nay, khi các nhà vật lý chưa thể lý giải được sự hình thành vũ trụ, họ đặt ra giả thuyết về vụ nổ Big Bang. Các giả thuyết có vẻ rất hợp lý, nhưng cũng có những giả thuyết khá kỳ lạ. Trước đây, khi khoa học chưa phát triển, đã có những giả thuyết sai lầm, nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn tin vào chúng. 1. Sao Kim chẳng qua là sao chổi. Hãy tưởng tượng các hành tinh chúng ta như những quả bóng trên bàn pizza. Chúng di chuyển và chạm với nhau rồi sinh ra những bản thể mới. Đó là những gì mà cuốn sách Worlds in Collision của học giả Velikovsky đề cập. Đây là cuốn sách được bán rất chạy vào năm 1950, và có lẽ lý do để cho cuốn sách này rất đắt hàng
là do nó chứa đựng những ý tưởng hết sức kỳ lạ về vũ trụ dưới góc nhìn thần thoại. Nếu con người có thể sinh con đẻ cái, thì các hành tinh cũng có thể sinh ra con của chúng. Và sao Kim được sinh ra bởi sao Mộc? Tác giả của cuốn sách Worlds in Collision cho rằng, 3.500 năm trước, một vật thể lớn đâm vào sao Mộc và có một mảnh vỡ văng ra từ vụ va chạm này, sau đó dần dần tạo thành sao Kim bây giờ. Quan điểm mới lạ về các hành tinh trong hệ mặt trời của Velikovsky ngay lập tức bị bác bỏ thẳng thừng bởi cộng đồng khoa học. Lý do thứ nhất, như chúng ta đã biết, sao Kim và sao Mộc về bản chất là hai khối khí khổng lồ trong hệ mặt trời. Thành phần của sao Kim và sao Mộc cũng khác hẳn nhau dựa trên phân tích của các chuyên gia vật lý và các nhà thám hiểm vũ trụ. Hơn nữa, giả sử vụ va chạm này là có thật, thì các chuyên gia đã khẳng định không thể có mảnh vỡ nào từ sao Mộc văng ra lại có thể tích tụ thành một hành tinh mới được. Do đó, việc nhìn nhận hệ mặt trời dưới góc nhìn thần thoại là hết sức phi lý. 2. Vũ trụ được hình thành từ các vũ trụ khác. Như chúng ta đã biết, vũ trụ được hình thành từ vụ nổ Big Bang và từ đó đến nay, vũ trụ vẫn không ngừng giãn nở. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ các chuyên gia nghiên cứu vũ trụ lại đặt ra giả thuyết rằng vũ trụ hiện tại của chúng ta được sinh ra là do sự va chạm của các thiên hà hỗn độn với nhau, tạo nên vũ trụ hiện tại. Theo giả thuyết này, vũ trụ chỉ có kích thước cố định. Tuy nhiên, rất tiếc là bộ lý thuyết này thiếu cơ sở hơn rất nhiều so với học thuyết hình thành vũ trụ Big Bang. 3. Vũ trụ thực chất là ảnh toàn ký. Ảnh toàn ký là ảnh thể hiện thông tin ba chiều của một vật thể thực trên một tờ giấy. Quay trở lại với giả thuyết, vũ trụ của chúng ta chỉ là ảnh toàn ký. Một nhóm các nhà khoa học ở Fermilab, Đại học Illinois đã tiến hành các thí nghiệm chụp ảnh toàn ký và kết luận. Các kết quả thí nghiệm không có chứa nhiều thông tin 3D. Do đó, có khả năng bản chất chúng ta đang sống trong môi trường không phải là 3 chiều. Hay nói cụ thể hơn, thực tại mà chúng ta thấy ban ngày chỉ là ảo tưởng. Có lẽ chúng ta đang sống trong một ảnh toàn ký 2D. Việc chúng ta nhìn thấy hình ảnh sự vật 3D hàng ngày là do giống như xem phim 3D. Thật ra, vẫn là chúng ta đang quan sát trên hình ảnh 2D, nhưng với những hiệu ứng của phim và kính khác nhau, ta vẫn cảm nhận thấy được đối tượng đang hiện hữu trước mắt là 3D. 4. Nếu con người nhìn thấy năng lượng đen, tuổi thọ vũ trụ sẽ giảm. Năng lượng đen được khám phá từ những năm 1990 và chiếm đến 70% vũ trụ theo kết luận của khoa học vũ trụ. Tất nhiên rằng con người không thể nhìn thấy được năng lượng đen. Kể từ năm 1990 đến nay, rất nhiều lý thuyết, giả thuyết đã được đặt ra giữa mối quan hệ năng lượng đen và vũ trụ. Phần lớn các chuyên gia nghiêng về giả định năng lượng đen là lực vô hình tạo nên sự giãn nở của vũ trụ. Bên cạnh đó, một giả thuyết gây sốc cho dư luận về năng lượng đen của giáo sư Lawrence Krauss được tóm tắt như sau. Nếu con người nhìn thấy năng lượng đen, con người sẽ làm thay đổi đồng hồ lượng tử của vũ trụ và làm giảm tuổi thọ của vũ trụ. Thật ra, cũng có nhiều ý kiến phản hồi cho rằng giáo sư Krauss đã chém gió quá đà về giả thuyết của mình. Có những vấn đề rất quan trọng có thể đã bị bỏ qua trong suy xét của giáo sư Krauss. Chẳng hạn như kết quả nghiên cứu không hề đề cập đến trọng lực, một thành phần cực kỳ quan trọng khi phân tích các yếu tố vũ trụ. Dù sao thì vẫn còn quá xa vời để có thể kết luận rằng việc nhìn thấy năng lượng đen có thể bóp nát vũ trụ. 5. Những nghịch lý về lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen vũ trụ quả thật là con quỷ đáng sợ nhất vũ trụ với khả năng nuốt trôi mọi thứ ở gần miệng hố đen vào trong nó. Vậy, sau khi vào lỗ đen, vật chất này phải chăng sẽ di chuyển đến một nơi khác trong vũ trụ như trong phim khoa học viễn tưởng, hay vĩnh viễn biến mất khỏi vũ trụ? Nhà vật lý học Stephen Hawking cho rằng lỗ đen vũ trụ sẽ xóa sạch tất cả những gì vào trong bụng nó. Tuy nhiên, lý thuyết này lại đi ngược lại với tiên đề cơ học lượng tử. Vật chất không thể mất đi hoàn toàn
mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Quả đúng như vậy, đến những năm 1990 thì Hawking đã đính chính lại thông tin của mình rằng vật chất khi vào lỗ đen sẽ chuyển đổi thành các dạng năng lượng khác. Do đó, các nhà khoa học khuyến cáo rằng nếu bạn chẳng may bị hút vào lỗ đen thì hãy lạc quan lên, vì thực ra cơ thể bạn vẫn đang tồn tại nhưng sẽ dưới hình hài khác, chẳng hạn như một mẫu bánh pizza. 6. Mặt trăng trái đất không hề quay. Các nhà khoa học đã khẳng định chắc như đinh đóng cột, nếu tất cả mọi người có thể nhìn hàng giờ lên mặt trăng thì sẽ đều đi đến chung một kết luận: mặt trăng không bao giờ quay. Đơn giản là vì khi trái đất quay, mặt trăng vừa quay quanh trái đất vừa tự xoay quanh trục của nó, làm cho phần mặt hướng về trái đất luôn không đổi. 7. Ẩn tinh là máy phát tín hiệu của người ngoài hành tinh. Trong vài thập kỷ gần đây, người ngoài hành tinh luôn là một chủ đề cực kỳ nóng bỏng trên điện ảnh với hàng loạt các bộ phim bom tấn, phim kinh dị. Sức nóng của chủ đề người ngoài hành tinh cũng lan truyền rất mạnh mẽ ở đơn vị nghiên cứu khoa học. Hàng loạt các thí nghiệm thám hiểm đã được tiến hành. Hàng loạt các công trình đã được chế tạo phục vụ cho tìm kiếm người ngoài hành tinh. Trong vài thập kỷ gần đây, các chuyên gia vẫn liên tục quan sát và phân tích các tín hiệu thu được từ vũ trụ nhằm tìm kiếm manh mối của người ngoài hành tinh. Một trong số những đầu mối đang được giới khoa học quan tâm chính là tín hiệu điện từ phát ra từ các ẩn tinh. Các ẩn tinh này liên tục phát ra tín hiệu điện từ một cách đều đặn trong vài phần trăm của giây đến vài giây. Dạng tín hiệu này có nhiều đặc điểm giống với tín hiệu truyền thông mà con người sử dụng, đều đặn, lặp đi lặp lại theo các quy luật. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tín hiệu từ các ẩn tinh này vẫn không mang bất cứ thông điệp nào, theo kết luận của cộng đồng khoa học vũ trụ. Dù sao thì với tốc độ phát triển nhanh đến mức chóng mặt của công nghệ, con người hoàn toàn có quyền hy vọng một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ nhận được lời chào nồng nhiệt từ những sinh vật bí ẩn. 8. Hành tinh X sẽ hủy diệt thế giới. Một số người bị ám ảnh phim kinh dị còn thậm chí đưa ra giả thuyết sẽ có các hành tinh X bay với tốc độ cực nhanh, không có quỹ đạo xác định, đâm vào trái đất và hủy diệt nhân loại. Không thể phản đối rằng vũ trụ bao la ẩn chứa hàng ngàn các hành tinh trôi nổi, di chuyển rất nhanh và không có quỹ đạo. Những hành tinh, tiểu hành tinh như thế này sẽ va vào trái đất vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, những kẻ rỗi việc trên đã quá lo xa, khi mà NASA tuyên bố rằng nếu có vật thể lạ bay đến trái đất, chúng ta sẽ biết trước được ít nhất trước đó 10 năm. Chừng đó là quá thừa thải cho nhân loại vừa kê cao gối ngủ, vừa tích trữ quần áo, thức ăn cho ngày tận thế. Không chỉ vậy, với tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, nhân loại có đến hàng tá các lựa chọn để bảo vệ mình trước những hiểm họa từ vũ trụ. 9. Thành phần chính của vũ trụ là băng. Thành phần chính của vũ trụ của chúng ta là băng. Trích dẫn nội dung của cuốn sách được sáng tác bởi hai tác giả Hans Holbeiter và Philip Forss. Nguyên nhân của kết luận này được tóm gọn như sau. Trong quá khứ, có một hành tinh chứa nước bên trong nó đập vào một hành tinh rất nóng, làm cho nước bốc hơi. Hơi nước và nước sau đó vương vãi đi khắp các hành tinh khác, sau cùng gặp nhiệt độ thấp đóng lại thành băng. Theo Holbeiter, đa số những trận mưa đá nặng hạt trong quá khứ xảy ra do thiên thạch va chạm vào tầng khí quyển trái đất, gây ra hiện tượng tương tự. Một trong số những điều kiện tiên quyết để tìm thấy sự sống là nước. Nếu lý thuyết này là chính xác, con người sẽ có rất nhiều cơ hội tìm thấy được sân sau của trái đất để phòng thảm họa ngày tận thế. Trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối chỉ đến một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa hiểu được. Vật chất tối không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ điện từ để có thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo đạc hiện nay, nhưng có thể nhận ra nó vì những ảnh hưởng hấp dẫn của nó đối với chất rắn hoặc các vật thể khác cũng như với toàn thể vũ trụ. Dựa trên hiểu biết hiện nay về những cấu trúc lớn hơn thiên hà,
cũng như các lý thuyết được chấp nhận rộng rãi về vụ nổ lớn. Các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất tối là thành phần cơ bản chiếm tới 70% vật chất. Vật chất tối cộng vật chất thường trong vũ trụ. Giới khoa học nhận định vật chất tối chiếm 26,8% tổng năng lượng, khối lượng kết hợp của vũ trụ, trong khi vật chất thông thường chỉ chiếm 4,9%. Xét riêng khối lượng, vật chất tối được cho là chiếm tới 84,5% vũ trụ. Đối với các nhà thiên văn học, vật chất tối để lộ dấu vết của chúng thông qua cách lực hấp dẫn của chúng tác động đến các ngôi sao và thiên hà, giúp kết nối chúng với nhau và xác lập cấu trúc của vũ trụ. Dấu vết của vật chất tối cũng có thể nhìn thấy được trong nền vi sóng vũ trụ CMB, những gì còn sót lại sau vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, bất chấp vô số nỗ lực của giới nghiên cứu, cho tới nay vẫn chưa có ai từng quan sát được trực tiếp vật chất tối. Vào cuối thế kỷ 19, các nhà thiên văn học bắt đầu tự biện về vật chất không nhìn thấy. Đó là những ngôi sao đang tắt dần hoặc khí, bụi trong vũ trụ. Thậm chí, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu ước tính khối lượng của chúng. Phần lớn họ cho rằng vật chất bí ẩn này làm thành một phần nhỏ của tổng thể khối của vũ trụ. Mãi đến năm 1933, nhà thiên văn học người Mỹ gốc Thụy Sĩ Fritz Zwicky mới nhận thấy rằng các thiên hà ở xa luôn xoay quanh nhau nhanh hơn nhiều so với lẽ ra chúng có thể xoay, vì có thể quan sát thấy vật chất của chúng qua kính viễn vọng. Ông nhận định, nếu điều này được khẳng định, thì chúng ta sẽ có một kết quả ngạc nhiên rằng vật chất tối có nhiều hơn nhiều so với vật chất sáng. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này vẫn hoài nghi kết quả mà Zwicky đưa ra cho đến tận những năm 1970, khi hai nhà thiên văn học Ken Ford và Vera Rubin tiến hành các nghiên cứu chi tiết về các ngôi sao ở các vùng bên ngoài thiên hà tiên nữ hàng xóm của chúng ta. Những ngôi sao này quay quanh lõi của thiên hà cực kỳ nhanh, như thể là một vật chất nào đó không nhìn thấy được có lực hút kéo lấy chúng và đẩy chúng đi cùng. Một hiện tượng mà không lâu sau đó các nhà khoa học nhận thấy xảy ra ở tất cả các thiên hà trong toàn vũ trụ. Các nhà nghiên cứu không biết khối vô hình đó chứa đựng những gì. Một số người suy đoán rằng vật chất tối được tạo nên bởi các hố đen nhỏ hoặc các vật thể trắng khác phát ra cực kỳ ít ánh sáng nên không mấy khi nhìn thấy được bằng kính viễn vọng. Vào những năm 1990, kết quả quan sát còn trở nên kỳ lạ hơn khi kính viễn vọng mang tên tàu thăm dò bất đẳng hướng vi sóng Wilkinson WMAP cho thấy vật chất tối này nặng hơn đến 5 lần so với vật chất bình thường nhìn thấy được. Các khảo sát bằng kính viễn vọng dường như không bao giờ có thể tìm thấy đủ các vật thể rắn nhỏ bé để giải thích cho hiện tượng có mênh mông vật chất tối như vậy. Phần lớn các nhà thiên văn học ngày nay cho rằng vật chất tối bao gồm các hạt hạ nguyên tử mang các đặc tính khác nhiều so với các proton và neutron mà chúng ta đã biết. Ứng cử viên nặng ký nhất cho vật chất tối được gọi là hạt nặng tương tác yếu, WMB. Các thực thể mang tính suy đoán này không được tìm thấy trong mô hình chuẩn vật lý hạt, một mô hình mô tả hầu hết các hạt và lực. WMB có thể giống với hạt neutrino ma hơn, ngoại trừ nó nặng gấp 10 đến 100 lần một hạt proton. Khối lượng chính xác của neutrino chưa xác định được, nhưng chúng nhẹ hơn nhiều so với các electron. Giống như neutrino, WMB chỉ tương tác với hai trong bốn lực cơ bản của vũ trụ là trọng lực và lực yếu hạt nhân. Các hạt vật chất tối này không tương tác với điện từ, cơ sở của ánh sáng, và vì thế sẽ luôn luôn vô hình. Các nhà vật lý học đã chế tạo các máy dò khổng lồ và đặt chúng sâu dưới lòng đất để bảo vệ chúng khỏi các tia vũ trụ nhằm mục đích tìm kiếm WMBs, nhưng cho đến nay chưa một thí nghiệm nào phát hiện ra bằng chứng của chúng. Những thất bại này khiến cho một số nhà nghiên cứu bắt đầu hoài nghi, phải chăng chúng ta đang theo đuổi một cuộc kiếm tìm không có hồi kết. Cũng vì thế, một số nhà khoa học chuyển hướng sang một ứng cử viên vật chất tối mới hơn gọi là Axion, một loại hạt nhỏ hơn hàng triệu,
thậm chí hàng tỷ lần so với electron. Các hạt được suy đoán này đặc biệt hấp dẫn các nhà nghiên cứu vì chúng cũng có thể giải được một vấn đề khó khác trong vật lý, tức là rất có thể chúng có tương tác với các neutron để giải thích vì sao chúng cảm nhận được từ trường mà không cảm nhận được điện trường. Tháng 6 năm 2020, các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm quốc gia Gran Sasco, Ý công bố rằng họ đã tình cờ tìm ra một tín hiệu nhỏ có thể giải thích được nhờ axion. Các kết quả này đã gây sốc cho cộng đồng khoa học, nhưng vẫn chưa được khẳng định bằng các thí nghiệm khác. Ngày 2 tháng 9 năm 2021, Space.com đưa tin, các nhà nghiên cứu Kepanse và Kiyoharu Kawana từ Trung tâm Vật lý Lý thuyết tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc đã nghĩ ra một lý thuyết mới để giải thích nguồn gốc của vật chất tối và cách chúng thống trị vũ trụ. Vật chất tối, chất bí ẩn tạo ra lực hấp dẫn nhưng không tương tác với ánh sáng, có thể được tạo thành từ các hố đen nhỏ trong vũ trụ. Và theo lý thuyết mới, những hố đen đó có thể được tạo ra từ các quả bóng Fermi hay còn gọi là túi lượng tử, gồm các hạt hạ nguyên tử được gọi là fermion đã kết dính lại với nhau trong giai đoạn sơ khai của vũ trụ. Hố đen giống như vật chất tối, không phát ra ánh sáng và là một giải thích tự nhiên cho vật chất tối. Nhưng các nhà thiên văn học từ lâu đã biết rằng các hố đen khối lượng sao thông thường không thể giải thích được vật chất tối của vũ trụ, bởi vì số lượng các ngôi sao đã hình thành trong lịch sử vũ trụ quá ít để tạo ra số lượng hố đen đủ để hình thành khối lượng vật chất tối lớn đến như vậy. Nhưng trong những khoảnh khắc đầu tiên của vũ trụ đã xảy ra một số sự kiện đáng kinh ngạc. Có lẽ một điều gì xảy ra hồi đó đã tạo ra hàng nghìn tỷ hố đen nhỏ. Những hố đen đó có thể tồn tại cho đến ngày nay và có khả năng giải được câu đố về vật chất tối. Các nhà nghiên cứu cho biết fermion là một loại hạt tạo nên vật chất trong vũ trụ. Ví dụ, các electron, proton và neutron tạo nên các nguyên tử trong cơ thể bạn đều là fermion. Trong vũ trụ sơ khai, các hạt fermion này di chuyển tự do trong trường vô hướng, một thực thể cơ lượng tử bao trùm tất cả không gian. Khi vũ trụ giãn nở và nguội đi, trường vô hướng trải qua quá trình chuyển pha. Khi quá trình đó diễn ra, các hạt fermion sẽ kết dính lại với nhau và hình thành các quả bóng Fermi hay túi lượng tử. Những quả bóng Fermi này sau đó sẽ sụp đổ một cách thảm khốc, tạo thành số lượng hố đen khổng lồ. Những hố đen sau đó trải qua giai đoạn cuối của quá trình chuyển pha và tiếp tục tràn ngập vũ trụ dưới dạng vật chất tối. Mặc dù đây chỉ là một ý tưởng, nhưng chúng ta rất cần những ý tưởng như vậy để làm nền tảng cho việc tìm hiểu về vũ trụ sơ khai cũng như bí ẩn xung quanh vật chất tối. Với những nghiên cứu không hồi kết, nhiều nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi, vật chất tối có thật không? Khi đặt ra câu hỏi này, tức là các nhà nghiên cứu vẫn đang phải gãi đầu chỉ để trả lời vật chất tối là gì. Một số thuyết gia băn khoăn liệu trong vũ trụ có hay không một bộ phận tối hoàn toàn với rất nhiều loại hạt và thậm chí với các lực tối chỉ tác động lên vật chất tối, giống như sự phức tạp của thế giới hạ nguyên tử trong vũ trụ hữu hình. Đồng thời, một số ít các nhà khoa học tin rằng vật chất tối là một ảo ảnh. Họ dẫn ra một ý tưởng gọi là phiên bản biến đổi của quán tính, MOND, một ý tưởng phỏng đoán rằng trên quy mô lớn, trọng lực hoạt động khác so với những gì chúng ta nghĩ, và điều này giải thích cho hiện tượng xoay tròn của các ngôi sao và các thiên hà. Nhưng hầu hết các chuyên gia không thấy cần phải bắt đầu bằng một ý tưởng quá xa vời so với vật lý thông thường như vậy. Bởi vì nếu vậy, chúng ta lại phải thay đổi cách hiểu về phần lớn hiện thực vốn đã được chứng minh từ lâu nay. Vật chất tối không liên quan đến năng lượng tối, một hiện tượng bí ẩn khác làm cho vũ trụ ngày càng nhanh chóng nở rộng. Đơn giản là hai khái niệm này có chung từ tối, thường được các nhà khoa học dùng để chỉ những sự vật hiện tượng mà họ chưa hiểu biết tường tận.
Hãy nghĩ về tất cả những gì trong vũ trụ mà ta đã biết. Một lò lửa thiêu khổng lồ nóng bỏng như mặt trời. Những hành tinh khí khổng lồ lớn hơn hẳn trái đất chúng ta. Hàng chuỗi tiểu hành tinh băng qua không gian trống rỗng. Và những ngôi sao xa xôi, sáng lấp lánh cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng. Tất cả những gì kể trên chỉ chiếm 5% vũ trụ khổng lồ. Vậy còn phần còn lại thì sao? Nhiều thứ trong đó vẫn còn là bí ẩn. Có một thành tố có thể chiếm đến 25% vũ trụ. Chúng ta không thể thấy hay cảm thấy chất này. Nó không tương tác với ánh sáng. Nó thậm chí không có cùng cấu trúc như các electron và proton trong các nguyên tử cấu thành vạn vật. Đó là vật chất tối, và các nhà khoa học đã phải vật lộn hàng thập niên để tìm hiểu xem nó là gì. Bí ẩn, vô hình. Nhà vật lý thiên văn lý thuyết Catherine Fries là một trong những người săn tìm cấu trúc bí ẩn của thứ vật chất này. 30 năm trước, học thuyết của bà về một loại liên kết vô hình đã giúp chúng ta hình dung ra vũ trụ và dẫn đến việc chế tạo ra các cỗ máy gia tốc hạt như các cỗ máy ở CERN tại châu Âu. Các loại hạt mà họ tìm kiếm là gì? Họ gọi đó là WIMPs, và theo bà Fries, các ngôi sao vốn được tạo thành bởi thứ mơ hồ này, thậm chí có thể đã góp phần tạo ra vũ trụ từ hàng tỷ năm về trước. Hạt WIMPs, hạt thô có tương tác yếu, Weakly Interacting Massive Particles, là các hạt có kích cỡ lớn, không tương tác với lực điện từ. Điều này khiến chúng tối, vì người ta không thể quan sát thấy chúng dựa vào các cảm biến điện từ mà con người đã sử dụng để thăm dò khắp vũ trụ trong suốt thế kỷ qua. Nhưng nhờ vào thuyết siêu đối xứng, theo đó cho rằng tất cả các hạt đã từng được biết đến sẽ có một phản vật chất tương đương, mà ta có một khoảng trống trong bản đồ các loại hạt mà con người từng xác định được, và hạt WIMPs có vẻ đã lấp đầy khoảng trống đó một cách rất thích hợp. Chúng ở khắp nơi, nhưng không để lại chút dấu vết gì, vì chúng rất ít khi tương tác với các hạt có cấu trúc thông thường xung quanh. Xét đến tất cả các thứ vật chất mà ta vẫn nhìn thấy xung quanh hàng ngày, như cơ thể của bạn, cái ghế bạn ngồi, không khí bạn thở, những bức tường bao quanh chúng ta, thì ta biết rằng chúng đều được tạo thành từ các nguyên tử, tức là thứ mà chúng ta có thể hiểu được. Nhưng tất cả những vật chất được tạo thành từ nguyên tử đó lại chỉ chiếm khoảng 5% trong vũ trụ. 5%. Vậy còn 95% nữa chúng ta cần phải tìm hiểu. Chúng là cái gì? Đó chính là vật chất tối và năng lượng tối. Khi những thứ này đi xuyên qua bạn, và có hàng tỷ thứ đi xuyên qua bạn mỗi giây, bạn không chú ý chúng vì các lực lượng nguyên tử yếu đuối này thực sự rất yếu. Vì thế, không có gì nhiều xảy ra cả. Vậy, làm sao bạn có thể tìm thấy một thứ mà bạn chẳng hy vọng gì nhìn thấy được chúng? Sự hình thành các thiên hà. Có thể so sánh một cách tương đối vật chất tối với cơn gió. Chúng ta không trực tiếp nhìn thấy gió. Nó vô hình, nhưng chúng ta rất chắc chắn nó tồn tại bởi gió khiến lá bay xào xạc. Vật chất tối cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy nó kéo mọi thứ xung quanh. Nó là vật chất, nghĩa là nó cảm thấy trọng lực. Nó kết thành khối và kéo mọi vật đi. Vì thế, đó là cách chúng ta biết được nó tồn tại, mặc dù chúng ta không biết chính xác nó được tạo thành từ gì. Vì thế, nếu hạt WIMPs tồn tại và Fries tin rằng chúng có thật, có thể chúng đã xuất hiện ngay sau vụ nổ Big Bang. Fries đã cùng nghiên cứu lý thuyết này với nhà vật lý thiên văn Paolo Condello từ Đại học Utah và Dale Spellier từ Đại học Stockholm ở Thụy Điển. Về cơ bản, họ đang tìm kiếm những ngôi sao tối đầu tiên được hình thành trong những ngày đầu tiên vũ trụ ra đời. Dù tên gọi là gì, những ngôi sao cổ xưa
có lẽ đã phát sáng dữ dội, vì chúng được tăng cường năng lượng từ các vật chất tối đang hủy diệt. Một số ngôi sao có thể vẫn còn tồn tại ở một nơi xa xôi nào đó trong vũ trụ và tỏa sáng mạnh mẽ. Các ngôi sao tối có thể lúc ban đầu to khổng lồ, hệt như mặt trời, nhưng chúng tiếp tục lớn thêm cho đến khi chúng lớn gấp mặt trời 1 triệu lần và sáng hơn mặt trời cả 1 tỷ lần. Thế hệ kính thiên văn tiếp theo, kính thiên văn quan sát không gian James Webb, là thế hệ sau của kính thiên văn Hubble nổi tiếng, có thể phát hiện thấy các ngôi sao tối. Giờ đây, nếu bạn tìm ra được những ngôi sao như vậy, thì bạn không chỉ tìm thấy một kiểu ngôi sao hoàn toàn mới, vốn cực kỳ thú vị, mà bạn còn chứng minh được ngôi sao này hẳn phải được cung cấp năng lượng bởi các hạt WIMPs. Vậy là bạn cũng giải đáp được vấn đề luôn. Đây có thể là dấu hiệu kết thúc một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của khoa học hiện đại. Các nhà khoa học đã cố giải bài toán về vật chất tối từ thập niên 1930, nhưng có nhiều chỉ dấu cho thấy đáp án có thể đã có từ trước đó. Khi tìm hiểu về mặt trời và các hành tinh di chuyển quanh mặt trời, các khoa học gia nhận ra rằng các hành tinh ở trung tâm chuyển động rất nhanh, nhưng càng ra xa thì chúng càng di chuyển chậm hơn, Fries cho biết. Vì thế họ nghĩ, phải rồi, đó là định luật Newton, chúng ta hiểu điều đó, định luật của tự nhiên. Hãy xem xét các cấu trúc lớn hơn, hãy tìm hiểu các thiên hà hoặc các cụm thiên hà. Thế nhưng, họ lại phát hiện ra những điều khác, không giống như những gì xảy ra ở hệ mặt trời. Họ phát hiện ra là, khi ở cách xa trung tâm của các dải ngân hà, vạn vật vẫn di chuyển với cùng tốc độ. Nói cách khác, chúng đang va đập xung quanh trung tâm thiên hà. Và, vâng, điều đó thật dị thường. Bà Fries tin rằng các ngôi sao và hành tinh mà chúng ta thấy trên bầu trời đêm là cực điểm của một chuỗi phản ứng dài, bắt đầu từ những hạt tương tác yếu với nhau. Bà nói rằng nếu không có các hạt vật chất tối, vũ trụ mà chúng ta biết có thể đã không thể hình thành được. Các cấu trúc nơi chúng ta sống, các thiên hà và các cụm thiên hà, chúng sẽ không thể hình thành nếu vật chất tối không va chạm vào nhau, tạo thành mạng lưới vũ trụ nơi chúng ta sống. Vật chất tối đầu tiên va chạm vào nhau, và sau đó tới các nguyên tử bình thường, các hạt neutron và proton, và cứ thế, chúng va vào nhau, cùng với các thiên hà nguyên thủy vật chất tối. Sau đó dẫn tới hình thành nhiều thiên hà của chúng ta, và chính ở bên trong các thiên hà đó, chúng ta có các hành tinh, ngôi sao và trái đất nơi chúng ta tồn tại. Nhưng chúng ta cần vật chất tối để bắt đầu hình thành cấu trúc đó. Nếu không có vật chất tối, thì quá trình hình thành vũ trụ như mô tả ở trên, trước sau gì cũng sẽ vẫn xảy ra thôi. Nhưng rất có thể là trong trường hợp đó thì đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Để lại ý kiến trong phần bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký Radio Vũ Trụ để xem những video mới nhất nhé.